Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 24 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn thân mến, thông tin về chiếc điện thoại Xiaomi sở hữu camera 64MP đã bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn XDA Developers. Một đoạn mã cho thấy rằng hãng đã phát triển chế độ 64MP Ultra Pixel cho một thiết bị Xiaomi bí ẩn nào đó. Đoạn mã này đã xuất hiện nhiều lần trên phiên bản hệ điều hành MIUI 10 tại Trung Quốc. Điều này càng xác thực sự tồn tại của chiếc điện thoại có camera siêu khủng của Xiaomi. Nếu như những thông tin trên là thật thì Xiaomi sẽ trở thành ông vua camera phone khi vừa mặt đối thủ có độ phân giải 48MP cao nhất hiện nay. Không những thế thì các thông tin ngoài lề còn cho rằng camera 64MP sẽ xuất hiện trên các dòng máy tầm thấp Redmi thay vì được trang bị trên những dòng máy cao cấp nhất của hãng. Đây có lẽ là tin vui cho không ít người dùng muốn sở hữu một thiết bị Android giá phải chăng nhưng lại có được thông số camera hấp dẫn. Không chỉ Xiaomi, Samsung cũng là nhà sản xuất đang ôm mộng phát triển camera 64MP. Các bạn mến, Huawei đã giới thiệu chipset Kirin 810 vào ngày 21 tháng 6 vừa qua, được sản xuất trên quy trình 7 nanomet tương tự con chip Kirin 980 từng thấy trên Huawei P30 Pro. Được biết là Nova 5 là mẫu smartphone đầu tiên được trang bị con chip này và hôm nay nó đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra hiệu năng của AnTuTu, cho thấy Kirin 810 hoàn toàn vượt trội hơn so với Snapdragon 730 của Qualcomm. Cụ thể thì Kirin 810 đã đạt được điểm số AnTuTu trung bình là 237.437 điểm, cao hơn con số là 210.052 điểm của Snapdragon 730 và 140.009 điểm của Snapdragon 710. Điểm số hiệu năng cao của Kirin 810 đến từ hai yếu tố hiệu năng đó là Cortex A76 và xung nhịp là 2.27GHz và 6 lõi tiết kiệm năng lượng Cortex A55 với xung nhịp là 1.88GHz. Kirin 810 đi kèm với GPU Mali G52 có điểm số đồ họa cao hơn nhiều so với cả hai mẫu chip tầm trung là Snapdragon 730 và Snapdragon 710. Đặc biệt là chipset này còn có hiệu năng AI siêu khủng ở mức 32.280 điểm, vượt trội hơn cả Snapdragon 855 vì xử lý cao cấp nhất hiện nay của Qualcomm. Các bạn mến, mặc dù được mệnh danh là nhà sản xuất Android hàng đầu hiện nay, nhưng Samsung cũng không tránh khỏi trường hợp đáng tiếc này. Bộ đôi flagship S7 và S7S sẽ có ít những phiên bản cập nhật bảo mật hơn trong thời gian tới đây bởi sản phẩm này đã tồn tại được 3 năm trên thị trường. Và với những thiết bị mới nhất của Samsung thì hãng thường xuyên tung ra các bản cập nhật theo tháng và theo quý với mục đích là vá lỗi bảo mật, tăng cường hiệu năng hay là bổ sung tính năng mới. Thế nhưng S7 và S7S đã bị hạ cấp xuống danh sách các thiết bị không được hỗ trợ các bản cập nhật thường xuyên của hãng nữa. Và theo Android Shout hiện nay thì S7 và S7S chỉ có thể nhận được một số bản cập nhật sửa lỗi quan trọng trên cơ sở định kỳ. Đây cũng là một lời cảnh báo với những ai đang có ý định mua các mẫu smartphone S7 và S7X này hoặc là những bạn đang sử dụng bộ đôi flagship trên thì nên cân nhắc lên đời các dòng máy mới hơn nhé. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiểu đóng góp nào thì hãy để lại nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.